Vào ngày này năm 1981, tại Titovo Užice, Serbia, làng bóng đá thế giới chào đón một trong những trung vệ máu lửa và xuất sắc, Nemanja Vidic. Anh khởi nghiệp vào năm 99 tại Sao Đỏ Belgrade, trước khi chuyển sang Spartak Subotica, Spartak Moscow, Manchester United và giải nghệ vào tháng 1 năm 2016 tại Inter Milan. Thời gian đỉnh cao nhất và anh được nhiều người biết đến phải là khoảng thời gian 8 năm đầy ngọt ngào tại Manchester. Cùng với Quỷ Đỏ, Vidic đã giành được vô số danh hiệu, một Champions League, 5 Premier League, 3 cúp FA, 2 FIFA Club World Cup và 5 Community Shield. Trước đó anh còn giành được một cúp vô địch quốc gia, một cúp quốc gia và một siêu cúp Serbia cùng với Sao Đỏ Belgrade. Trung vệ gắn liền với chiếc áo số 15 đã trở thành một biểu tượng tại cả Serbia và sân Old Trafford. Anh đã chơi 34 trận cho đội tuyển quốc gia, ghi được 1 bàn thắng, 340 trận cho tất cả các câu lạc bộ, ghi được 24 bàn. Ngày hôm nay, Vidic chính thức đón mùa xuân thứ 35 trong đời. Chúc anh thật nhiều sức khỏe để tiếp tục cống hiến niềm đam mê của mình cho bóng đá nhé. Chúc mừng sinh nhật Nemanja Vidic. Vào ngày này năm 1967 tại Ilford, London, Anh, tiền vệ huyền thoại, biểu tượng của giải Ngoại hạng Anh cuối những năm 90 đầu thập niên 2000 cất tiếng khóc chào đời, Paul Ince. Ông khởi nghiệp vào năm 1985 tại West Ham, trước khi chuyển sang khoác áo Manchester United, Inter Milan, Liverpool, Middlesbrough, Wolverhampton, Swindon Town và giải nghệ vào tháng 7 năm 2007 tại Macclesfield. Dù có một sự nghiệp cầu thủ lẫy lừng và chơi cho rất nhiều câu lạc bộ lớn nhưng Paul Ince vẫn chưa từng giành được danh hiệu nào. So với sự nghiệp cầu thủ thì sự nghiệp huấn luyện của Paul Ince không mấy nổi trội và thành công bằng. Ngay khi vừa giải nghệ tại Macclesfield, ông ngay lập tức trở thành huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ này trước khi phiêu lưu đến MK Dons, Blackburn Rovers, North County và gần nhất là Blackpool. Từ khi chia tay Blackpool vào năm 2014 đến nay, Paul Ince không còn tham gia các hoạt động bóng đá nữa. Ông đã ra sân 52 lần cho đội tuyển Anh, ghi được 2 bàn, 498 trận cho các câu lạc bộ, ghi được 63 bàn. Hôm nay, Paul Ince chào đón sinh nhật lần thứ 49. Chúc ông nhiều sức khỏe và mau sớm tìm được bến đỗ mới để tiếp tục niềm đam mê huấn luyện của mình. Chúc mừng sinh nhật, Paul Ince. Vào ngày này, năm 2001, tại sân vận động Columbus Crew ở thành phố Columbus, bang Ohio, Hoa Kỳ, câu lạc bộ San Jose Earthquakes đã đi vào lịch sử bóng đá cùng với tên tuổi của huyền thoại làng túc cầu Hoa Kỳ, Landon Donovan. Trong trận chung kết MLS Cup trước sự chứng kiến của 21.626 khán giả tại Columbus, San Jose đã đánh bại đội bóng đang rất bá đạo vào thời điểm đó là LA Galaxy. Nhờ sự tỏa sáng rực rỡ của Donovan mà San Jose mới vinh dự được góp mặt tại trận chung kết. Không có gì bất ngờ khi LA Galaxy là những người vượt lên dẫn trước nhờ pha ghi bàn của Luis Hernandez. Tuy nhiên, phút 43, ngôi sao sáng nhất trên sân, Landon Donovan đã ghi bàn đưa trận đấu về thế cân bằng. Khi trận đấu chỉ còn 5 phút nữa là kết thúc, cầu thủ vào sân thay người Dwayne De Rosario đã khiến cả sân Columbus Crew như nổ tung khi ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1, giúp San Jose giành được danh hiệu đầu tiên trong lịch sử đội bóng này. Cũng nhờ danh hiệu đó mà Donovan đã được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải. Sau trận đấu này, sự nghiệp của ngôi sao người Mỹ lên như diều gặp gió và chẳng mấy chốc, anh trở thành đầu tàu trong nhiều năm của đội tuyển Mỹ và danh tiếng của anh cũng bắt đầu lan rộng khắp thế giới. Landon Donovan có được như ngày hôm nay, âu cũng là nhờ trận đấu lịch sử vào ngày này, cách đây đúng 15 năm.